giảm giá cực sốc và thanh lý một số loa tại Truyền Hữu Audio. Ok, và trước mắt các bạn chị là những cái mẫu loa hiện tại đang bên Truyền Hữu mọi người ha. Thì hiện tại là mình đang thanh lý ba cái mẫu loa này. Mình đang có một cái loa Cabitbox CS390, giá hiện tại là 3,2 triệu. Anh em nào lấy thì mình sẽ fix xuống cho anh em còn khoảng 2,8 triệu thôi mọi người nha. 2,8 triệu nha, số lượng có một cái thôi. Hát karaoke kèm 2 mic không dây. Thùng dây sạc là đầy đủ cho các bạn anh chị mình luôn. Theo là loa Best Sound M6, số lượng cũng còn một cái thôi, kèm 2 mic không dây, dây sạc, thùng 3,9 triệu, giảm cho anh em còn 3,3 triệu luôn, số lượng là một cái. Ok chưa? Đó, loa có thiết kế rất là rẻ trung, loa sắt như thế này. Nó kèm dây sạc là đầy đủ cho các bạn, kèm 2 mic không dây. Đây cũng số lượng còn một cái thôi ha, loa Rosin VK12. Xịn, để dành cho mọi người có thể hát trong nhà cũng như ngoài trời nha. 5,5 triệu, giảm xuống cho anh em còn 4 triệu thôi. 4 triệu, số lượng một cái nha. Anh em có thể đến trực tiếp shop để trải nghiệm sản phẩm. Và sẵn đây Hữu xin cập nhật giá cho các bạn anh chị những cái loa di động bên Hữu hiện tại luôn nha. Casiobox F8, đó, công suất 200W, thiết kế như thế này. Đó, kèm 2 mic không dây. Giá hiện tại là 5,9 triệu tại shop nha. Rồi, ok. Sumiko BTS 52, đó, giá 6,9 triệu. Các bạn từ TikTok qua thì bên Hữu sẽ giảm cho anh em một xíu nữa mọi người ha. 6,9 triệu còn fit cho anh em. Còn đây là loa EVA8 Electrovoice ha, chính hãng của Mỹ. Giá là 26,8 triệu. Đó. Nhưng mà anh em mua trực tiếp tại shop, bên Hữu sẽ giảm cho anh em là 26,5 triệu. Đặc biệt bên Hữu sẽ tặng cho anh em một cặp mic không dây trị giá 1,8 triệu. Ok chưa? Đó, quá là xịn luôn. Và một cái Bo S1 Pro cuối cùng 16,5 triệu, giảm cho anh em còn 15,8 triệu. Tặng kèm cho anh em một cặp mic Bosa Z666 luôn, số lượng còn một cái thôi. Loa nghe nhạc Bluetooth bắt cồn, giá 2,6 triệu, giảm cho anh em còn 2,3 triệu. Loa chính hãng JBL, bật tai box Encore kèm 2 mic không dây hát karaoke. Giá của nó là hiện tại là 10,9 triệu. Bên Hữu hiện tại đang bán cho anh em là 9,590,000. JBL bật tai box 310. Loa này khá là mưa làm gió nha, nghe nhạc rất là căng. Giá của nó hiện tại là 14,900. Bên Hữu đang để cho các bạn là 13,500. Loa Fender Bassbox Series 2 600W, giá của nó hiện tại là 30,040,000. Bên Hữu đang để cho anh em là 28,590,000. Loa bật tai box 1202 của Boston hiện tại giá là 6,9 triệu. Bên Hữu đang giảm giá xuống cho anh em còn 5,5 triệu cái loa này. Loa IF48 chính hãng của Watford, giá 14,900. Bên Hữu giảm giá xuống cho anh em còn 11,500. Đặc biệt các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc mic Aeronline chính hãng, giá 7,9 triệu. Loa L10 Boston giá 19,900. Bên Hữu đang giảm giá cho anh em còn 14,500. Loa Yamaha MK2 giá 36,900. Bên Hữu đang giảm giá còn cho anh em là 31,150,000. Loa cột Electrovoice 30M giá hiện tại là 43,800. Bên Hữu đang để cho anh em giá là 42,990,000. Bo L1 Pro 8 giá 41 triệu. Bên Hữu đang giảm giá cho anh em còn 35,360,000. Các bạn mua bất kỳ một trong bốn cái loa này, các bạn sẽ được tặng thêm một loa Boston bật tai box 1202 trị giá 5,5 triệu. Các bạn hãy đến Truyền Hữu Audio để săn những cái sản phẩm giá tốt nhất. Hiện tại bên Hữu đang thanh lý rất nhiều những mẫu loa di động, loa karaoke cũng như là loa cột và dàn karaoke gia đình.